Chào các bạn. Ở bên đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần căn lề văn bản hay còn gọi là alignment. Để có thể hiểu được bài này dễ dàng hơn thì các bạn nên xem lại bài trước đó, bắt đầu với đoạn văn bản để dễ theo dõi nội dung ha. Rồi, căn lề văn bản là sắp xếp văn bản theo lề nhất định như căn trái, căn giữa, căn phải và căn hai bên. Bạn có thể thao tác căn lề văn bản từ thanh ribbon hay hộp thoại paragraph settings. Trên thanh ribbon á, đây mình sẽ mở Word lên cho các bạn coi. Rồi, ok lên. Trên thanh ribbon đây, chỗ home bạn tìm tới paragraph, bạn sẽ thấy được đây là nhóm paragraph ở bài trước đã hướng dẫn rất là đơn giản ha. Rồi, bạn thấy chỗ này nè, đây là căn trái nè, căn phải, căn giữa nè, căn phải nè và căn đều. Vậy tụi này có tác dụng sử dụng như thế nào? Mình sẽ biểu diễn cho các bạn coi ha. Mình có một đoạn văn như thế này, mình sẽ thử nha. Sẽ thử. Rồi. Mình thử bôi đen hết tụi này, bôi đen hết tụi này. Bạn cũng hoàn toàn á có thể chọn căn trái, căn giữa, căn phải và căn đều ngay trong hộp thoại paragraph setting ở đây. Đây alignment. Bạn thấy alignment đây ha. Left nè, center nè, bạn thấy review nè. Rồi, right nó qua bên phải hết nè. Rồi căn đều nè, nó chia đều chữ ra hết. Tùy bạn chọn. Ok, thì tạm thời mặc định là left, mặc định là căn trái. Rồi, căn trái align lên, align left. Đưa đầu dòng văn bản về phía lề trái, đầu dòng văn bản này nè, về phía lề trái. Mặc định lề trái được chọn. Dễ thế ha, bây giờ mình sẽ thử. Bạn có thể vào trong hộp thoại paragraph setting để điều chỉnh, hoặc ngay tại bên ngoài. Mình thì dọn luôn ngay bên ngoài cho nó nhanh chóng. Bạn chọn đây, chọn đây, được không? Bạn chọn đây là bạn thấy liền, đây. Đó, tất cả đi về. Đơn giản ha, tùy bạn. Hoặc bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl L. Được không? Bạn có thể lựa chọn phím tắt là Ctrl L. Đây, căn trái, rất là dễ. Rồi, tới tiếp theo, đó là căn giữa. Căn giữa thì sao? Hay còn gọi là center. Rồi, căn giữa là đưa các dòng của văn bản về vị trí chính giữa của trang giấy. Nếu chỉnh lề hai bên bằng nhau, tức là nếu như chỉnh lề hai bên bằng nhau thì nó sẽ đi vào giữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn coi. Đây, mình chọn căn giữa đây. Các bạn thấy không? Nó đi vào giữa là như thế này. Rất là tiện cho cái chuyện như là bạn muốn có như là chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gì đó nằm ngay giữa là bạn có thể dùng cái này cũng được nha. Hoặc bạn có thể chữ title của bạn nằm ngay chính giữa. Mình sẽ thử ha. Mình sẽ thử hết tất cả tụi này. Mình là căn trái. Ở đây mình có một cái chữ là healthcare.com free education. Mình cho nó đi vào giữa. Bạn thấy không? Mình chỉ việc chọn căn giữa thôi. Một là bôi đen tụi nó, bạn cho vào giữa. Hai là bạn chọn ngay cái dòng này sẽ cho vào giữa. Được không? Tiện lợi và đơn giản ha. Rồi đó, đi vào giữa như vậy. Nhìn nó có vẻ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi chỗ này nếu bạn có thể chỉnh to ra một xíu nè, đổi phông gì đó sẽ ổn hơn. Được không? Đó là căn giữa. Đơn giản ha. Phím tắt của nó là Ctrl E. Ctrl E là chữ viết tắt chữ đầu á, chữ đầu của chữ nè. Các bạn có thể thử xem qua những cái chữ như thế này. Left thì nó sẽ là Ctrl cộng với E. Rồi center thì nó sẽ là Ctrl, quên, left thì sẽ là Ctrl cộng với L, center sẽ là Ctrl cộng với E. Được không? Bây giờ thử nha. Bây giờ mình thử với là căn phải xem nó như thế nào. Rồi mình thử nè. Bây giờ hết tất cả tụi này, bây giờ mình nắm thằng này thôi được rồi. Mình chọn căn phải, nó sẽ bay qua bên phải, bạn thấy không? Mình thử Ctrl R coi, là right á. Thử coi có phải là Ctrl R hay không. Phím tắt thử coi xem đúng không nha. Ctrl R, đúng rồi, hay quá. Rồi bạn đã nắm được quy luật của phím tắt rất là dễ đúng không? Left thì là Ctrl L, center là Ctrl E, right là Ctrl R. Vậy cái chữ ở này thì sao? Chả là Ctrl M hả? Ctrl Z. Justify. Justify. Mình thử ha. Mình sẽ thử là căn đều. Căn đều như thế này. Mình chọn căn đều nó là như thế nào? Là sẽ cố gắng căn đều chữ làm sao cho khúc cuối đi. Các chữ bên phía bên đầu và phía bên trái và phía bên phải nó đều nằm ở sát mép. Được không? Đó là justify. Mình Ctrl Z, Ctrl Z. Được không? Sẽ có sự khác biệt ngay. Rồi justify. Đó là Ctrl Ctrl Z. Đây cũng chính là những cái phím tắt để các bạn sử dụng. Rồi, cực kỳ đơn giản ha. Đó là căn hai bên là căn giữa. Rồi. Ok. Rồi,
rất là đơn giản, tất cả các cách đều như vậy. Trong paracetam cũng như vậy thôi, không có gì phải bằng tâm. Nếu các bạn muốn mà canh trái, canh phải và canh giữa trên cùng một dòng luôn thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thường á, nãy giờ thì các bạn chỉ có thể là cùng một hiệu ứng canh trái, canh phải hoặc giữa trên cùng một dòng, nhưng không thể nào có ba cái cùng một chỗ. Muốn giải quyết trường hợp đó, các bạn phải chọn à. Các bạn rê con chuột trên cái dòng bạn đang soạn thảo đây. Các bạn sẽ thấy con chuột nó có ký hiệu bên trái nè, thì bên trái canh trái như thế nào, giữa là có ký hiệu canh giữa ngay trên con chuột, bạn thấy không? Và canh phải như thế nào? Đó, bạn thấy không? Thì bạn sẽ nhấp chuột vào vị trí đó mà các bạn gõ. Giả sử ở đây mình đang chữ heo cái tim chấm con nằm ngay góc này, mình muốn chữ free education nằm ngay giữa, mình sẽ nhấp đúp chuột vào đó, mình chọn chữ free, và muốn chữ education nằm bên phải, education, thấy không? Rồi mình đã có ba chữ nằm ngay ba vị trí khác nhau và nó căng những vị trí khác nhau luôn. Thì đó cái là phần tab căng ở đây nè các bạn, thấy không? Như phần này mình sẽ học ở phần sau ha, chỉ là hướng dẫn sơ thêm cho các bạn thôi. Ok, đơn giản như vậy, đó là canh lề. Đừng quên thực hành để tiếp thu nhanh chóng nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bài viết tiếp theo là sẽ là về phần thuộc lề đoạn văn. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách và không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Nó sẽ mở ra một cửa sổ như thế này. Rồi, sau đó các bạn chọn option ở đây. Một lưu ý là nếu như bạn nào mà bấm vào file mà các bạn muốn quay lại á, các bạn không muốn chọn option này nữa, các bạn